Đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu vận chuyển khoảng 18 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu một năm. Nhưng chi phí logistics ở đây lại chiếm đến 30% giá thành phẩm. Chính vì vậy, việc xây dựng hệ sinh thái kết nối các cảng, cụm cảng giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí logistics. Là doanh nghiệp xuất khẩu bao bì giấy công nghiệp, mỗi năm công ty này xuất khoảng 250.000 tấn hàng hóa, tương đương khoảng 25.000 tiêu ra các thị trường trên thế giới. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc Tân Cảng Giao Long thuộc hệ sinh thái của Tổng Công ty Tân Cảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh. Thì cái việc mà Tân Cảng Giao Long thuộc cái hệ sinh thái của Tổng Công ty Tân Cảng là lên cảng biển thì phải nói là một cái điều rất là thuận lợi cho cái các doanh nghiệp mà làm hàng xuất khẩu của tỉnh Bến Tre nói chung và cho công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre nói riêng. Nó việc thông quan ở Tân Cảng Giao Long sẽ là tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp chúng tôi là giảm được cái chi phí về cơ sở hạ tầng, về vận chuyển là khoảng 30%. Chính thức đi vào khai thác vào năm 2015, Tân Cảng Giao Long có vai trò quan trọng là cửa ngõ có thể kết nối đường thủy hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông an toàn, số lượng lớn với cụm cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Vận tải đường thủy và hệ thống các cảng thủy nội địa là hậu phương kết nối hàng hóa từ cảng biển về vùng chân hàng, giúp giảm chi phí logistics, phát triển về quy mô hàng hóa, phù hợp với giải pháp xanh hóa chuỗi logistics kết nối hàng hóa giữa đồng bằng sông Cửu Long. Vì là Tân Cảng Giao Long thì là cái cảng cửa ngõ, cảng biển đầu tiên của tỉnh Bến Tre, nằm trên mạn sông Tiền. Nó có vị trí vai trò rất là đặc biệt đối với các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tỉnh Bến Tre nói chung và nguyên cái khu vực mà ở Sóc Trăng, Trà Vinh hay Tiền Giang cũng có thể kết nối được hàng hóa xuất nhập khẩu lên đây. Thực tế trong thời gian qua, với chiến lược đem cảng đến gần khách hàng hơn, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thực hiện xây dựng kết nối nhiều cảng, cụm cảng, ICD tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Điển hình như cảng nước sâu kết nối với các cụm cảng ở Hải Phòng và ICD Quế Võ, ICD Hải Phòng ở miền Bắc, mạng lưới Tân Cảng miền Trung và Quy Nhơn, đối tác cảng Vũng Áng, Lào Việt ở miền Trung, cụm cảng Cái Mép, Cát Lái, Hiệp Phước ở miền Nam. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã và đang và sẽ xây dựng cho mình một cái hệ sinh thái cảng logistics tích hợp với cái phương châm là mang cảng đến gần khách hàng, phục vụ khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn, mang đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ tốt nhất. Có nghĩa là thay vì khách hàng sẽ giao nhận hàng hóa tại các cái cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Cái Mép, thì khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ giao nhận tại các cơ sở cảng ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi thực hiện thủ tục hải quan ngay tại các cơ sở ở đồng bằng sông Cửu Long thay vì phải lên Thành phố Hồ Chí Minh hay Cái Mép. Các doanh nghiệp đánh giá việc xây dựng hệ sinh thái cảng biển cộng hưởng cùng các dịch vụ đa dạng với chất lượng đồng bộ sẽ góp phần tạo ra bước tiến quan trọng trong việc kéo giảm chi phí xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.